Vậy là thuyền chìm thật rồi. Các đồng chí cố lên, cố bám chặt vào bó cơm, đừng ai buông tay, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Gặp vợ tôi, anh em hãy nói là tôi đã chết rồi, gửi con cho bà nội đi lấy chồng đi, kẻo khổ. Đồng chí ơi. Trời, đồng chí, sao lại phải chết như vậy hả trời? Các đồng chí, xin các đồng chí hãy bình tĩnh, cố gắng bám trụ lại, đừng để uổng phí tính mạng nữa. Cố lên đồng chí. Không được đâu, bọn cơm thế này không thể chứa nổi tất cả chúng ta. Đáng lên, tôi tình nguyện buông tay, hy sinh vì tổ quốc. Chúc các đồng chí ở lại bình an. Không, cố gắng về đến đất liền. Các đồng chí đừng quên trả thù cho chúng tôi. Yên nguyên các đồng chí. Đồng chí, anh Năm, anh Năm, đồng chí ơi, anh Năm, anh Năm, đồng chí ơi, anh Năm, trời ơi, ông trời ơi, tại sao lại bất công như vậy? Các đồng chí, tổ quốc sẽ không quên ơn các đồng chí. Anh Năm ráng lên, đừng bỏ cuộc. Cố lên anh Năm. Anh Năm, anh tôi ráng lên, đừng bỏ cuộc. Tôi kiệt nắm sức rồi. Ráng lên anh Năm. Ráng lên. Nào, tôi không chịu nổi nữa. Em xin anh, đừng buông tay. Anh Năm, anh Năm đừng buông tay mà. Anh em buông tôi ra. Vẫn đi à, hãy giữ lấy anh ấy, đừng để sóng biển cướp anh ấy đi. Cố lên anh Năm. Anh Năm, anh Năm, anh em nào còn sống sót, hãy cố bám lấy đảo, tiếp tục chiến đấu, không được đầu hàng, không được thúc phục giặc, chiến đấu đến cùng, cho đến khi hoàn toàn thắng lợi. Nhắm mắt hy sinh, nhưng vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, đến thắng lợi cuối cùng của đất nước. Đây là tấm ánh Bác Hồ. Các đồng chí hãy giữ giúp tôi. Các đồng chí phải cố sống. Anh Năm. Mẫn, em buộc ảnh Bác vào túi cốm, giữ chắc vào. Không được, đây là ảnh Bác, em không muốn buông tay sớm, em cũng không muốn rời ảnh Bác lúc này. Anh Bác, nếu anh còn sống, anh phải giữ ảnh Bác giúp em, giúp em với anh Bác. Mẫn, giúp em đi. Em phải ở đây, em không được bỏ anh lại đây một mình. Mẫn, 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 Mẫn. Tôi chết mà không được kiểm thảo trước đảng. Hỡi các đồng chí đã mất, tôi nhận lỗi với các đồng chí. Tôi nhận lỗi với các đồng chí. Ta chết năm nay 27 tuổi. Một nửa đời ta đã hiến cho cách mạng. Ta chết nhưng rất tự hào. Chưa là một điều gì phản lại giai cấp, phản lại tổ quốc. Bám lấy thuyền thế này để làm gì? Thật vô ích. Rồi cũng chết mà thôi. Các đồng chí khác chắc hy sinh cả rồi. Mấy thuyền sau không biết có về được đất liền không? Trời ơi, khác quá. Khác như vậy làm sao chịu nổi. Tụi mày hãy khai nhanh, nếu không tao cho bắn cả lỗ. Điều gì cần biết, ông đã biết hết cả rồi, cần gì hỏi nữa. Mày dám láo nữa không hả? Thôi được, nể tình ông đã mất công tra tấn anh em chúng tôi cả đêm qua, để tôi cho ông biết điều này. Ừ, tốt, có vài chứ. Vâng, thưa ngài, ngài còn đứng được ở đây là may mắn lắm rồi. Chúng tôi định đưa ngài xuống biển làm mồi cho cá mập kìa. Lại chừng đó cho tao. Thưa ngài, trời ơi, các đội rời sạc báo về là họ vẫn chưa tìm thấy dấu vết của bọn tù bỏ trốn ở đâu cả. Phía ta, các giám thị và lính gác đều an toàn. Hai lính ở mom cá mập tử trận khi tù binh nổi dậy.
Một lỗ anh hai. Có tin tức từ đất liền chưa? Dạ có. Đất liền báo tàu chiến đêm qua đã xuất phát, còn máy bay sáng nay sẽ cất cánh. Quá tốt rồi. Lên cho tất cả các đội dân sẽ tiếp tục truy lùng. Điều tất cả cano, tàu bè trên đảo đi truy lùng bọn chúng. Rõ. Nhớ tất cả vào xà lim cho tao. Đứng lên, đi. Đi lên, mày, đi. Nhớ lên, đi ngay. Lẹ lên mày. Đi, đi, đi kìa. Đến Cà Mau rồi anh em ơi. Đúng là Đại Bác 105 ly. Chắc là sắp đến bờ rồi. Sắp đến bờ rồi. Chỉ còn 7 cây số nữa thôi. Sao không nghe thấy gì hết vậy cả? Đại Bác của bọn địch đó mà. Kệ nó đi. Chắc là bọn nó đang thông nồng. Chút nữa nó bắn cho mày xem. Tiên súng ở giờ phút này sao lại quý giá vậy? Bắn đi, bắn vài phát nữa đi. Tôi đã nghe tiếng chài giả gạo. Đâu? Đâu? Có cả tiếng gà gáy nữa. Tôi nghe thấy rõ. Tiếng ọ ọ đó. Rõ lắm. Tôi cũng nghe thấy nữa. Chắc còn gần một cây số nữa. Chưa ăn thua gì đâu. Nghỉ chèo đi anh em. Lát nữa chúng ta sẽ bơi vào bờ cho đã. Phải tổ chức lại để lên bờ có trật tự. Các đồng chí, tỉnh lại hết đi. Các đồng chí nói sẵn gì vậy? Anh em sốt cao quá rồi. Nhưng tiếng lúc nãy chắc là do ảo giác gây ra. Các đồng chí, có máy bay cú bờ lại, nằm xuống. Đề nghị đồng chí Hùng cho bắn máy bay. Mình chết nhưng cũng tiêu diệt được một ít sinh lực của địch. Không nên liều lĩnh vô ích. Thảo luận xem có đáng hy sinh chưa đã. Không để chúng bắt. Chúng bắt là đầu hàng. Tàu chiến đến đây, bắn luôn cả tàu chiến. Không nên. Tôi có 4 băng đạn, tặng chúng ba bằng 20 viên, để dành cho anh em 10 viên. Chết là đầu hàng hay để chúng bắt là đầu hàng? Tôi thấy vấn đề bây giờ rất khó. Giờ phút cấp bách sắp đến rồi. Không thể thảo luận thêm nữa. Tôi xin nói lại lời anh Năm Bí Thư. Trong một cuộc họp chi bộ, mỗi chiến sĩ cách mạng trong lúc nguy nan nhất có thể tìm đến cái chết. Nhưng chết như thế nào? Chết thật có ích, có lợi cho cách mạng, có lợi cho phong trào. Không nên liều lĩnh tự sát. Còn sống thì phải cố mà sống. Sống để chiến đấu, không biết mệt mỏi. Anh Năm mà đã nói chắc là đúng rồi. Các đồng chí dứt bỏ hết tất cả các vũ khí, đừng để chúng nó có thêm vũ khí. Hay lắm. Bây giờ chúng ta dứt súng xuống biển thì cả năm tụi nó tìm cũng không ra. Anh Nghĩa. Tam Thiết, cậu còn sống mà. Anh em mình vẫn còn sống nè. Anh em đâu hết rồi? Sao chỉ còn lại chừng này? Sống đã cướp mất một nửa anh em của chúng ta rồi. Đồng chí hãy đi kiểm tra các anh em còn lại có ai còn sống không. Đồng chí có sao không? Ngồi dậy đi. Mình về đất liền trên tao. Các đồng chí ơi, tôi có lỗi với anh em nhiều lắm. Có tiếng ô tô. Quái lạ. Hay là mình nằm mơ? Không, tỉnh lắm.
Cổ đang khắc trái kia mà. Hay là tiếng gió? Cũng không phải. Mặt bể hoàn toàn im lặng. Cano của bọn nó sắp đuổi tới nơi rồi, nên chết hay để chúng bắt. Anh em nào còn sống sót, hãy cố bám lấy đảo, tiếp tục chiến đấu, chiến đấu đến cùng, cho đến khi hoàn toàn thắng lợi. Chết thì dễ lắm, chỉ cần buông hai tay ra. Nhưng sống mới là một việc khó, một thử thách đáng kể. Sống để tiếp tục đấu tranh, chiến thắng quy vũ của giặc, làm cho côn đảo sáng tươi. Đó mới là nghĩa vụ của người đảng viên. Phải sống, phải chiến đấu đến hoàn toàn thắng lợi. Bách, hơn 50 đồng chí của chúng ta đã hy sinh hết rồi. Bọn con kiếp chúng mày dám bỏ trốn à? Để gió quýt chúng mày chết hết đi. Dám bỏ trốn à? Lo thế còn đang chúng đó qua xuống biển. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nói ra. Cứ để cho gió quýt chết chúng mày đi. Chúng mày dám cả gan bỏ trốn à? Cho tôi xin miếng nước, tôi khát quá. Cho chúng mày uống chỉ phí nước mà thôi. Mày à? Dừng lại, nếu còn nhảy xuống là mình thua chúng đó. Xông vào phá tàu đi anh em, xông lên. Anh em bình tĩnh lại. Anh em bình tĩnh, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu trận đòn sắp tới. Chúng ta đã có gan sống thì phải sống đến nơi đến chốn. Chúng mày bỏ trốn à? Bỏ trốn này, hãy lấy máu bô cho người dâu. Chúng thấy máu sẽ không dám đánh nhiều nữa đâu. Khởi nghĩa này, khởi nghĩa à? Đồ Việt Minh lì lòm đan ghét, tao sẽ giết tụi mày. Bỏ trốn này, bỏ trốn này, đi, đi hết, nhảy lên. Các anh em, ráng ghi nhớ lấy, để sau này còn tìm lại. Đừng để xương cốt của các đồng đội thất lạc nơi này, tủi thân lắm. Em đã đánh dấu cẩn thận, để sau này khi anh em mình quay lại biết đâu mà tìm. Còn rất nhiều anh em bị sóng đánh chìm, không tìm thấy xác. Đau đớn quá. Đúng là rất đau đớn. Nhưng các anh em còn lại, xin các anh em đừng bỏ cuộc. Chúng ta phải tiếp tục. Thuyền cũ dở thì phải làm thuyền mới. Sẽ có ngày chúng ta rời khỏi đây, để trả thù cho các anh em đã hy sinh. Vậy đây là hòn đảo nào vậy? À, đây là đảo Hòn Tre. Trước đây em đã từng bị điều đến đây làm việc, nên em biết hòn đảo này. Tất cả giơ tay lên, quan nhân tiên có lệnh bắt sống chúng nó và trị tội, không để chúng nó chạy thoát. Tất cả các anh em yên tâm, tụi nó chỉ muốn bắt sống chứ không bắn chúng ta đâu. Các anh em chúng ta đông hơn, xung phong, xông lên, xung phong. Thôi rồi, đại quan cứ chúng lên cho tao. Chạy đi, chạy nhanh lên. Chúng mày không muốn đợi tao, tao sẽ gỡ hết tất cả chúng mày. Mày cho quan sát đi thì thôi. Anh em ơi, nhanh lên. Chúng mày chỉ là những thằng ngu đánh chết, ngoan ngoãn theo chúng tao trở về, nhanh lên. Nếu tụi mày muốn bắt tụi tao thì phải hứa không được đánh đập hành hạ anh em. Nếu không, tụi tao sẽ nhảy xuống đây chết hết. Tao thấy chúng mày đây, chúng mày cứ chết đi, mà chúng mày không bằng một mẫu bánh mì thua. Nè, tụi bay đừng có lầm, tụi tao mà sợ chết thì đã không bỏ trốn. Hãy mở mắt ra mình nhìn lên. Không phải tôi hèn, mà tôi tự sát đâu. Các đồng chí, báo với đạo uy biết giùm tôi. Tôi đi đây, tôi đi trước đây. Yeah!
chúng mày đừng chết nữa. Xuống đây tất cả đi, tao hứa sẽ không đánh đập chúng mày nữa. Hai bà con qua ăn cơm nè. Ông đoán thử coi, với tình hình này á, thằng Xuân Bách nhà mình nó sẽ ra sao? Liệu nó phải chịu tới mức án gì nữa? Nó có bị tử hình không ông? Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bà đừng hỏi nữa, tôi cũng đang rối hết cả ruột lên đây nè. Sao tự nhiên ông nổi nóng với tôi? Bảo chị loan tin rùm beng như vậy chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng. Nhưng buồn lo thì ít gì. Hai mẹ con ăn đi, rồi đợi đến ngày phiên tòa mở ra rồi sẽ biết. Con nuốt không nổi. Ba má ăn xong dọn giùm con nha. 117 tù nhân, liệu có anh Bách dành tám thiết không? Con tính đi đâu vậy? Con đi lên chùa má. Đợi má đi với con. Ước gì không có hai anh trong đó. Đi thôi con. Anh Bách có trong nhóm tù binh này không? Không có ảnh thì còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là có rồi. Liệu ảnh sẽ ra sao đây? Các đồng chí à, đây thực chất là cuộc đấu tranh công khai của ta với địch. Bằng báo chí và phiên tòa đại hình, tin tức về cuộc vượt ngục của anh em tù nhân hiện đã lan ra ngoài thế giới. Đây là một điều kiện thuận lợi cho ta. Chúng ta có thể nhờ sức ảnh hưởng của những nhà cách mạng lớn trên thế giới mà tác động tới phiên tòa đại hình để bảo vệ cho anh em tù nhân Côn Đảo. Tôi thấy việc quan trọng trong lúc này là ta phải tìm cho được một luật sư giỏi, có tên tuổi. Người đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta từng đường đi nước bước trong cuộc đấu tranh dành tự do cho anh em. Vì vậy, theo tôi, chúng ta cần phải bàn bạc và thảo luận cho kỹ để tìm cho được một luật sư thích hợp trong hoàn cảnh này. Còn đồng chí Bà Khiết? Dạ. Tôi từng nghe nói nhiều về một vị luật sư rất giỏi. Ông ta là Phạm Trường, đã từng bào chữa cho đồng chí Lan Sóc Trăng. Chỉ có điều... À, tôi hiểu. Đây cũng là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi biết sự lưỡng lự của đồng chí Ba Khiết bắt nguồn từ đâu. Luật sư Phạm Trường cũng nổi danh là một người đòi thù lao cao. Với tình hình tài chính khó khăn như hiện nay, liệu chúng ta có trả nổi chi phí cho vị luật sư này không? Tôi nghĩ ông ta là người dân Việt Nam, lẽ nào thấy đồng bào mình đấu tranh vì tự do của dân tộc lại có thể thờ ơ? Đây là một vị luật sư giỏi, nhưng rất kỳ lạ. Không ai biết quan điểm của ông ta như thế nào. Chúng ta vẫn phải lường trước mọi tình huống. Nếu như ông ta đòi mức thù lao quá cao, có lẽ chúng ta phải mời tới một người khác. Nên có một phương án dự phòng. Đồng chí Bà Khiết, trưởng ban ám sát sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Tôi sẽ lập tức giao ngay cho hai đồng chí Xuân Thảo và Lộc làm công tác chấp nối cho sứ quỷ, và luật sư Phạm Trường bào chữa cho nhóm tù binh. Kết quả thế nào chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Vậy cũng được. Chúng ta đang có nhiều lợi thế vì sự ủng hộ của những người cộng sản trên thế giới, nhưng không vì thế mà chủ quan. Sự sống còn của hơn 100 anh em tù nhân Côn Đảo phụ thuộc vào cuộc đấu tranh này của chúng ta. Báo đây, báo mới đây, cuộc vượt ngục táo bạo của các tù nhân Côn Đảo đi. Cho tôi báo đi. We'll be right back.
khát nước quá. Anh em, cố gắng chịu đựng đi. Khát quá. Biết trước tụi nó chuẩn bị giam anh em vượt ngục vào đây, chúng tôi đã chuẩn bị đổ đầy nước vào các khạp. Nhưng chúng nó biết, đã ra lệnh đổ hết xuống nền nhà. Có lẽ chỉ còn lại một ít trong nhà cầu. Vinh. Vinh. Dạ. Cậu thử xem có rút được cái chân ra khỏi cùm không. Vào nhà cầu dắt chút nước cho anh em. Dạ, để em thử coi. Thôi 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 thôi, khó quá thì thôi đi, để ta tính cách khác. Không, được rồi, để em cố. Cố lên. Hay quá, hay được quá. Rồi nè anh Bách, cởi áo nhanh lên. Nè, cho em miếng nước. Dính, dính. Cho chân vào cụm nhanh lên. Dạ. Này này, nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Chết rồi, không có vô. Cố được lên. Cố lên. Tụi nó biết là chết chắc. Cố lên. Lên. Nhanh lên, nhanh lên. Má ơi, làm sao bây giờ? Em thử bẻ quạt bàn chân coi. Nhanh lên đi. Một lũ chó chết. Tụi bay bị khùng hả? Tụi bay vừa đánh đồng đội của tao chết. Đây là những thứ mà tụi bay phải đền. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Mày chết nè, chết nè, chết nè. Tụi bay nhớ cái mặt tao đó, nhớ đó. Cứng đầu, cứng đầu, cứng đầu. Ông có nghe tin về những đồng chí của mình chưa? Ông muốn nói tới cuộc vượt ngục của các đồng chí ấy à? Tôi thật không hiểu, các ông lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến vậy, vượt biển bằng những chiếc thuyền mỏng manh. Các ông không sợ chết sao? Ông không nhìn thấy hay cố tình không nhìn thấy? Liệu còn nơi nào kinh khủng hơn cái địa ngục này? Chỉ cần le lói một chút cơ hội là chúng tôi sẽ chạy khỏi nơi này. Tôi hiểu nỗi khổ mà các ông phải chịu đựng và cuộc đấu tranh thần thánh mà các ông đang làm. Có lẽ chính khao khát tự do cho cả dân tộc đã đem lại sức mạnh cho các ông. Tôi biết ông không giống phần đông những người Pháp đang cai trị trên đất nước chúng tôi. Ông là người có lương tâm và hướng thiện. Ông hãy giúp chúng tôi. Xin lỗi, các ông làm rồi. Tôi là một người Pháp, tôi phục vụ lợi ích cho tổ quốc tôi. Ông đừng nghĩ rằng tôi chữa bệnh cho các ông nghĩa là tôi đứng về phe các ông. Ông làm rồi. Tôi biết ông đã không thành thật với chính lương tâm của mình. Ông phản đối chế độ cai trị tàn bạo của nước ông, nhưng lại không dám lên tiếng. Ông dùng lý lẽ phục vụ tổ quốc để ngụy trang cho sự hèn nhát của chính ông. Chúng ta đều là những con người, những con người sinh ra bình đẳng như nhau. Nếu không có những người như các ông trên đất nước này thì cuộc sống của chúng tôi sẽ tươi đẹp biết bao. Hiện tại thì sao? Chết chóc, đói khổ, chia ly. Tại sao? Tại sao chúng tôi phải hứng chịu tất cả những điều này? Xin ông hãy giúp đỡ chúng tôi. Tôi có thể làm được gì? Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi của ông. Những con người ấy, họ đang rất cần ông cứu chữa. Anh Bách. Gì vậy? Anh có nghe thấy gì không? Trời đang mưa đó. Đúng là mưa rồi. Ngoài trời thì đầy nước, mà anh em trong khám mình thì chết khát. Tức thiệt. Tôi đã có cách.
Cách gì vậy? Nè, dậy, dậy, dậy. Có chuyện gì vậy anh Bách? Dậy đi, nhanh lên. Ngoài trời đang có mưa, chúng ta hãy cởi áo, nối thành một sợi dây, ném qua ô cửa sổ, mai đã kiếm được chút nước. Nhanh lên, đi, nhanh lên, lên. Dậy. Đúng rồi mọi người ơi. Dậy đi, nhanh lên. Nhanh lên, dậy đi, dậy đi. Nhanh lên, dậy. Nhanh lên các đồng chí. Anh ơi, hay là mình kiếm cái gì nặng nặng buộc vào đầu cho nó dễ ném hơn. Ở đây thì làm gì có cái gì. Ước gì có anh Mẫn Siết ở đây, anh ấy mà làm thì ngon hơn. Cậu Mẫn và những đồng chí khác đã hy sinh rồi, chúng ta càng phải đấu tranh quyết liệt hơn, đấu tranh bằng cả sức mạnh của các đồng chí ấy nữa. Anh Bách làm được rồi. Dạ thưa hai cô, hỏi chuyện gì ạ? Dạ thưa chị, ở đây có phải nhà luật sư Phạm Trường không ạ? Dạ phải. Cho phép tụi em gặp luật sư được không? Nhưng... Dạ. Mời hai cô vô. Dạ. Chào ông, chúng tôi là... Được rồi, tôi biết rồi. Mời hai cô ngồi. Tại sao ông biết chúng ta vậy? Mời hai cô uống nước. Tôi biết các cô là ai, và tôi cũng đoán được chừng nào các cô sẽ tới. Ông biết chúng tôi à? Tất nhiên là tôi không thể biết danh tánh của các cô, nhưng tôi biết các cô là người của ủy ban kháng chiến, tới đây về việc vượt ngục của các tù nhân Côn Đảo, có đúng không? Còn chúng tôi cũng đã biết ông chính là luật sư đã bào chữa cho Nguyễn Thị Lan, nữ quân báo đã thoát án tử hình trước đây. Đúng. Vậy thì chắc các cô cũng đã biết tôi đòi mức thù lao cao lắm đó, bất kể là người của ủy ban kháng chiến hay là người Pháp, vì tôi không đứng về phe nào mà. Các cô có chấp thuận điều này không? Trừ khi các cô có lý lẽ nào đó thuyết phục được tôi. Và tôi cũng nói trước, nếu tôi làm vụ này, chắc chắn những tù binh vượt ngục sẽ được thoát tội. Chúng tôi chỉ có một lý lẽ duy nhất, đó chính là lý lẽ của những con người đấu tranh vì niềm tự do của dân tộc, những con người không chịu sống đời nô lệ. Tôi không hiểu gì đâu mà các vị trong ủy ban kháng chiến lại cử hai cô gái xinh đẹp và xem ra rất cảm tính này tới đây để đàm phán với tôi. Có lẽ định thuyết phục tôi bằng nước mắt sao? Chị, chúng ta đi thôi. Chào ông. Khoan, các cô khoan đi đã. Thêm một bài học nữa về tính kiên nhẫn cho các cô. Đôi khi chúng ta cần phải nhẫn nhịn để đạt được mục đích. Chúng tôi rất mong ông nhận lời bào chữa cho các đồng đội của tôi, vì họ là những người dân yêu nước. Thôi được, tôi đồng ý bào chữa cho những tù nhân vượt ngục miễn phí hoàn toàn. Các cô phải nhận ra điều này ngay từ đầu chứ. Quá ra là ông muốn thử chúng tôi hả? Xem ra các cô là những đại diện tiêu biểu cho những người kháng chiến, kiên trinh và bất biến, đôi khi còn nóng nảy nữa. Chúng tôi xin lỗi ông. Không sao, tôi cần một người đại diện thường xuyên liên lạc để cập nhật tình hình. Cả hai chúng tôi à? Được rồi, để tránh những phiền toái không cần thiết, chúng ta sẽ gặp nhau tại một địa điểm bí mật, 2 ngày một lần.
cho tới khi phiên tòa đại hình diễn ra. Chúng tôi cảm ơn ông. Ở đây nè thưa bác sĩ. Thưa đốc tờ, có chuyện gì vậy? Tôi cần khám chữa cho một số tù binh ở đây. Đốc tờ cho tôi xem lệnh của giám đốc. Không có lệnh nào hết. Đây là việc cần làm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Đốc tờ, thưa ngài, xin mời ngài về nghỉ ngơi. Ở đây không tôi có cần... gì cho ngài hết. Tôi cần làm việc ở đây, không ai cấm được. Không được vào, không được vào đâu thưa ngài. Không được vào đâu. Mời ngài ra cho. Sẽ lo xỏ xẻ ở đây thế này. Thưa ngài, vị đốc tờ này cứ khăng khăng đòi vào khám bệnh cho lũ tù nhân. Đốc tờ, ông điên rồi sao? Bọn này mà có cơ hội sống ra thì chúng sẽ cắt cổ cả tôi và ông đấy. Ông hiểu chưa? Thì lúc ấy ông cứ việc xả súng vào họ. Ngày mai ông có thể bắn tất cả những người này. Nhân hôm nay và ngay lúc này, họ chính là những người bệnh nhân của tôi. Và tôi là thầy thuốc, tôi có trách nhiệm cứu chữa cho họ. Bọn chúng rất nguy hiểm. Chúng đã giết chết 4 lính gác để vượt ngục đấy, ông có biết chưa? Điều đó khiến chúng ta phải xem lại chế độ nhà tù mà chúng ta đã tạo ra. Nếu ông không cho tôi khám chữa bệnh cho tù nhân, tôi sẽ báo với ngài cao ủy pháp về việc này. Hãy mở cửa. Xin ngài hãy cẩn thận đó, chúng có thể cắt cổ và hút máu ngài bất kỳ lúc nào. Họ là con người chứ không phải là những tên Dracula, anh không cần phải lo. Ai là đại diện ở đây? Tôi. Thì ra là anh. Tôi sẽ thăm khám và chữa trị vết thương cho các vị. Tôi cần các vị hợp tác. Ông yên tâm, chúng tôi chỉ chống đối với những điều bất công thôi. Không không không, tôi chỉ vào, chỉ vào bồn lấy nước cho anh uống cho đỡ chết cá thôi. Bác thấy sao rồi? Tình trạng các anh đã đến mức báo động, các anh phải có yêu sách để được ăn được uống, nếu không các anh sẽ chết. Ông là người biết rõ hơn ai hết. Trong cuộc đấu tranh này, ngoài tinh thần và ý chí ra, chúng tôi không có bất cứ một loại vũ khí nào để bảo vệ mình. Họ sẽ không thể để các anh chết trước khi phiên tòa đại hình diễn ra. Đó là một lợi thế của các anh. Cảm ơn ông. Thưa ngài, đại tá Bao Lê đã tới. Mời ông ta vào. Vụ vượt ngục của tù nhân Côn Đảo hẳn khiến ngài đau đầu, có đúng không vậy? Sự việc diễn ra vừa qua ở Bến Đầm là một bài học cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã quá coi thường khả năng tổ chức liên lạc của bọn tù nhân Côn Đảo. Tôi tới gặp ngài cũng vì việc đó. Ngài có nghĩ rằng cuộc bạo động ở Bến Đầm có thể có sự phối hợp của những tổ chức khác hay không? Tôi đã có nghiên cứu kỹ tình hình của bạo động ở Bến Đầm. Có thể có sự phối hợp lực lượng chủ lực của Việt Minh. Nhận định của ngài hoàn toàn trùng khớp với tôi. Kế hoạch sắp tới của chúng ta là bảo vệ vùng duyên hải ngoài khơi Côn Đảo trước khi có những sự việc tương tự như Bến Đầm diễn ra. Quả thật, chúng ta đã coi thường khả năng của chúng. Tôi đã hiểu rồi. Kế hoạch sẽ được triển khai ngay lập tức. Sau cuộc bạo động của 198 tù binh tại Bến Đầm, tháng 12 năm 1952, quân đội Pháp phải điều 2 trung đoàn cơ động chiến lược và hải quân ở Diễn Đông tăng cường tuần tra phòng vệ duyên hải ngoài khơi Côn Đảo. Qua đó, làm mỏng đi lực lượng quân sự mặt trận phía Bắc, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực Việt Minh triển khai các kế hoạch tác chiến mới. Tất cả tụi bay ngồi dậy! Bây giờ tao chỉ đứa nào, đứa đó ra khỏi khám làm việc. Thằng này! Lẹ lên! Đi rừng ngay! Tất cả đi ra! Ra khỏi khám! Lẹ lên!
Nhanh lên! Đi! Mày còn thơ thân hả? Chào anh Hiếu. Chào anh. Lâu quá mới gặp được anh. Dạ. Mời anh. Chắc anh có nghe nói về cuộc vượt ngục của tù nhân Côn Đảo. Tôi cũng đang tính tìm gặp anh để bàn về vụ tù nhân Côn Đảo vượt ngục. Đương nhiên, đây là một đề tài đang rất là thu hút dư luận. Dù phản ánh ở khía cạnh nào thì doanh số báo cũng rất là cao. Tôi là người làm báo mà, đương nhiên là phải coi trọng về doanh số. Nhưng nếu mà chỉ như vậy không thì tôi cũng không mất công tìm anh để làm cái gì. Tôi muốn chúng ta cùng hợp tác để có được tiếng nói chung, để bảo vệ anh em tù nhân ở Côn Đảo. Tôi rất mừng vì chúng ta có cùng chung suy nghĩ. Ủy ban kháng chiến có kế hoạch đấu tranh công khai với thực dân Pháp trong việc bảo vệ anh em tù nhân Côn Đảo thông qua hai mặt trận là báo chí và phiên tòa đại hình sắp tới. Có sự đồng thuận của một chủ bút tờ báo lớn như báo Dân Chủ, coi như đã nắm trong tay một lợi thế. Dựa vào mối quan hệ của tôi sẽ kêu gọi được thêm một số tờ báo trong và ngoài nước để đóng góp tiếng nói đấu tranh công khai bảo vệ anh em tù nhân Côn Đảo. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Đây là trách nhiệm của cả một dân tộc. Dạ. Chứ đâu phải riêng của cá nhân tôi đâu mà phải cảm ơn. Tình hình xem ra có vẻ ổn rồi đó anh Bách. Đây mới chỉ là bước đầu trong đợt khủng bố của bọn chúng đối với chúng ta. Bọn lính Senegal đã bị kích động bởi chúng ta đã giết chết 4 tên lính của bọn chúng trong đợt vượt ngục vừa rồi, nên chúng rất hung dữ. Nếu có cơ hội, chúng sẽ giết bất cứ ai. Bởi vậy, mọi người phải hết sức cẩn thận với bọn chúng và không thể để một cơ hội nào cho chúng có thể gây gổ với chúng ta được. Em nghe nói phía bên tù án cũng bị kiểm soát khá cao lắm. Mọi đồ đạc, đồ dùng cá nhân đều bị tịch thu. Tất cả các sở bị nghiêm cấm làm rẫy và kiểm tra kẻ thiện. Anh em mình đó chỉ vì cuộc vượt ngục của chúng ta mà phải bị cổ lây. Nhưng chúng ta còn một lợi thế. Chúng ta phải lợi dụng cho điều này để đấu tranh đòi yêu sách trước khi phiên tòa đại hình diễn ra. Bọn chúng sẽ không thể để chúng ta chết trước khi mở phiên tòa. Bởi vậy, sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc đấu tranh mới. Anh em, hãy sẵn sàng nha. Em sẵn sàng. Chỉ cần đảng ủy phát động, em sẵn sàng tham gia. Các anh có đồng ý không? Chúng tôi đồng ý. Mời em. Bắt đầu con chuột chuỗi này rồi. Nói, kẻ nào là cấp trên của mày? Nói, kẻ nào là cấp trên của mày? Nói đi, rồi mày sẽ được tha và được ưu đãi. Không có ai, không có ai là cấp trên của tôi cả. Được. Lĩnh Đông. Dạ. Cho nó đi tà bài cho tao. Thank you.
Cô hãy tìm cách chuyển cho đồng chí Bách. Ngày mai bắt đầu đợt đấu tranh tuyệt thực. Không nhận tội về mình, vẫn tinh thần. Dạ thưa ngài, bọn tù nhân đã tuyệt thực 2 ngày. Chúng ta có phương án gì để trừng trị bọn nó không ạ? Đã có lệnh từ cao ủy Nam Kỳ, phải giữ không cho tù binh chết trước khi phiên tòa đại hình diễn ra. Chúng ta sẽ phải thực hiện một số ưu sách của bọn chúng rồi. Cần phải nhân nhượng cho những kẻ cứng đầu lần này. Rõ, thưa ngài.